Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách gửi tín hiệu điều khiển giữa hai bo là bo Arduino và bo một bo pin Jackson. Đấy. Thế thì ở một cái video khác ấy, mình đã có một cái trình bày về cách liên lạc giữa hai cái bo Arduino và bo pin này. Vấn đề chúng ta ở đây là cái gì? Đôi khi chúng ta sẽ cần phải gửi tín hiệu điều khiển từ Arduino sang pi để đóng hoặc mở các cái chân này, đúng không? Các cái chân này. Đấy. Chúng ta có một số cái chân GPIO là chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta có một số cái chân GPIO như thế này. Ví dụ như là chân 20, 21, 16 vân vân. Có nghĩa là những chân này dùng để chân điều khiển được. Thì chúng ta muốn là Arduino sẽ gửi tín hiệu điều khiển đóng hoặc mở cái chân này, đấy là cái hướng thứ hai. Là chúng ta lại có là muốn thì là cái con pi này gửi tín hiệu sang để điều khiển cái chân này con nhỏ con. Thì chúng ta trên này chúng ta có 22, thông thường là chúng ta nên sử dụng 22 chân. Bên này chúng ta có 13 chân và 12 chân, 12 chân digital để quyết định được việc điều khiển đóng cắt cái gì đấy. Cái video này mình sẽ làm cái điều đấy các bạn, điều khiển xuôi ngược cả hai bên đấy nhá. Thế thì mình sẽ thực hiện này. Đây mình sẽ kết hợp nối vào một con pi này như này rồi các bạn. Đấy, một con pi như này nhé. Đấy. Và mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái sơ đồ nối nối như thế này. Đây, chuẩn bị sẵn sơ đồ nối nối nhé. Mình sẽ bật đây, ok. Đây. Mình sẽ sử dụng con pi này, pi được gắn sẵn cũng được nhé. Nối nối theo một sơ đồ như thế này. Qua một cái động cơ, một cái đèn đầu ra của một bo là 298 cấp nguồn như thế này và mát chung là giữa là 298 với cái bo pi này. Và nếu bạn đã chung là 298 với bo pi rồi thì bạn cắm qua cổng USB thì cũng tự động là chung luôn cả GND của là Arduino nhé, nên không cần phải làm nhiều. Các bạn cứ muốn thực hiện thì các bạn chỉ đúng nối theo đúng cái sơ đồ này là được nhé. Đấy. Thế thì về thiết bị thì mình đã đầu nối sẵn rồi nhé. Thiết bị của mình như thế này. Thiết bị của mình như thế này. Lúc nào mà đến cái đoạn mà chạy thì mình sẽ hiển thị lại camera. Như cụ thể ở đây là một bo pi này. Đây là một cái đèn này, một cái động cơ này. Đây là một cái bo 298 này. Đây là một cái bo Arduino mình đang sử dụng này. Đấy. Bây giờ mình sẽ, hiện nay là cái động cơ chưa quay và đèn cũng chưa sáng. Khi nào mình điều khiển thì nó sẽ sáng. Rồi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải mình sẽ làm một cái việc đầu tiên, đó là gửi tín hiệu từ Arduino sang pi để điều khiển cái chân nào đó của pi. Thế thì mình sẽ viết chương trình chia cả hai. Thì ở đây nhiều cái ý đồ của mình đó là thực hiện là đóng mở cái chân trên pi, nên bắt buộc mình phải làm như cái sau. Nhất là mình sẽ làm cái lệnh import serial. Mình sẽ cắt tắt cái bỏ tiếng Việt đi. Import cái serial. Tiếp theo là mình sẽ phải import cái hiệu chân của nó, import rpi.gpio rồi sgpio rồi. Tiếp theo mình sẽ thực hiện là set mode. GPIO như mình thì thực hiện là set mode. Đấy. Cái GPIO ở dạng là bot DCM. Ok. Và mình sẽ định nghĩa cái chân GPIO setup ấy. Đấy. Ví dụ mình muốn mở cái chân là chân số 21 thì mình sẽ để 21 và GPIO thì mình sẽ để định nghĩa là out.
Tức là ở đây bạn lưu ý là mình đang giả định là mình muốn điều khiển cái chân số 21 này. Tất nhiên là GPU 21 còn trên bản mặt là 240 nhé. Đấy. Là cái dưới cùng bên ngoài. Rồi. Sau đó này. Đấy. Thế thì bây giờ bạn muốn kết nối được với cái bên Arduino thì bạn xem là cái Arduino mình đã định nghĩa là con Uno này và cái port của mình đã là ACM0. Rồi thì mình sẽ đưa con ACM0 vào đây. Đấy, mình sẽ làm cái lệnh là serial này bằng này serial chấm serial. Đấy, mình sẽ gọi được cái địa chỉ port DMV này chéo TTI này ACM0 này. Rồi bạn nhìn thấy nó đổi màu có nghĩa là bạn đã nhập đúng rồi 9600. Rồi 9600 là cái địa chỉ đo là cái tốc độ baud rate mình để nguyên thế nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái việc là nhận một tín hiệu từ Arduino sang đây thì mình làm lệnh try này ấn enter này while này qua chu nhé đó. While chu này mình làm một cái việc là để nhận tín hiệu sang nhé nhận tín hiệu điều khiển từ Arduino sang rồi. Thế thì từ đây sang thì mình làm cái gì mình if serial chấm sơ chấm in waiting rồi lớn không nó nhận địa chỉ nhận cái chuỗi dữ liệu mà lớn không nhận nhận được thì mình sẽ làm như sau. Đấy, mình làm một cái việc là data bằng serve chấm in xin lỗi serve chấm reading readline readline nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ gọi một cái dữ liệu là một cái biến data một bằng data chấm decode để tức là cái biến data mình trên mình sẽ gọi một cái biến có tên là data một giải mã cái biến đi ra và mình sẽ cắt mất đi cái đuôi rs data 2 bằng này data 2 mình sẽ gọi một cái biến có tên là mình cắt đuôi đi thì là data 1 chấm rs chip rồi rồi đấy. Bây giờ này bây giờ mình sẽ làm một cái việc là mình sẽ gửi một cái tín hiệu là con số nào đấy ở bên kia sang. Ví dụ mình sẽ làm nhé if này data 2 mình so sánh mà nhận dữ liệu nên là so sánh. Ví dụ mình so sánh một số 10 không phải số 10 mà là số ký tự là tên là 10 từ nào được bạn đổi vị trí số đổi như này là được thì mình sẽ nếu như bằng 10 thì làm cái đường như sau mình nên thiếu dấu hỏi chấm lên hoàn không có dấu hỏi chấm hoàn nó không nhận đâu nhé. Đấy. Rồi ở đây mình sẽ nhận là lấy GPIO chấm output output là lấy mình cái biến 21 ấy. À, cái cổng 21 ở phía trên mình đã định nghĩa chuyển sang đoạn 1. Đấy. Đấy, còn nếu không phải L L L ở đây cũng hai chấm nhé. Đấy. Nếu không phải như thế thì mình phải cho cái GPIO ấy cho về dạng chấm output ấy. Nhưng mà cổng 21 nhưng mà cho về không tức là nếu mình hiểu là nếu như bạn gửi chuỗi nếu như chuỗi kia là 10 thì sẽ đóng còn nếu không phải thì cho cắt thế thôi mình làm có cái việc này thôi để thử xem thôi nhé. Như vậy là nó trong cái lệnh qua chu này còn nếu như không phải thì mình sẽ lột một except thôi mình cắt luôn except mình sẽ dùng cái lệnh là keyboard để mình ấn Ctrl C là nó ngắt luôn cái interrupt rồi rồi serve chấm lâu nhé. Ok đó như vậy là
nhập xong chương trình của bên Python. Thế bây giờ mình lại phải nhập cái bên Arduino đúng không? Nhập bên Arduino để nó nhận dữ liệu từ bên kia sang. Nào, bây giờ từ Arduino sang nhé. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta phải gửi chuỗi mà, thao tác với chuỗi nên ta phải dùng một cái khai báo là string.h thư viện. String.h là thiếu một chữ s rồi. String.h nhé. Rồi. Thì mình sẽ khai báo một cái là mình không mình bây giờ mình muốn gửi muốn lập một cái chương trình lõi cho nó đã. Void setup đã. Void setup. Ở đây mình sẽ làm một cái việc là gửi một cái serial DB DB tốc độ là 9600 nhé. Rồi. Các bạn có thể thay đổi số này được. Nhưng thay đổi cái này thì bên kia cũng thay đổi đấy. Đấy. Tiếp theo là mình gọi một cái void loop nhé. Void loop. Rồi. Các bạn nên tập thói quen là đối với bên C thì cứ mở ngoặc thì đóng ngoặc luôn để cho nó đỡ bị lẫn. Đấy, thế bây giờ mình sẽ làm một cái việc là serial.print là nào đi C à, mình sẽ gửi một cái ký tự là 10 10 nhé. Đúng không? Ok. Thế đó. Làm mỗi việc gửi đấy thôi. Mình xem nó là chưa nào. Mình sẽ chọn nhé. À, nó bị lỗi cái gì đó. À, thiếu mất dòng chống phải đây này. À, ok, nhận rồi, mình sẽ làm chương trình nhé. Rồi. Xong, bây giờ mình sẽ gõ gọi chương trình trên học Python 3. Code 1.py nhé. Ồ. Làm mình chưa lưu sao đúng không? Mình chưa lưu, chưa lưu. Chưa lưu. Rồi. Là 17 lỗi. Là 17 lỗi. À, mình để như là cái thuật bị sai. Thuật bị sai. Rồi. Đây. Cái chép này nó nằm bên ngoài. Ngoài này biết bên ngoài này. Mình thử xem nhé. Đấy, nó vẫn lỗi. Chắc bên ngoài này. Nó liên quan đến cái thuộc nó à đấy rồi mình sẽ để cái này đây sau một chút đấy đấy các bạn hình dung nhé mình đang đang làm một cái việc là gửi tín hiệu từ Arduino sang phi để điều khiển một cái chân là chân 40 nhé điều khiển một cái chân là chân 40 rồi mình nhắc đi này mình nhắc đi này bạn mình thấy mình nhắc bạn đấy mình nhắc đi rồi nhưng mà cái chân này nó không không được không bởi vì sao thì bạn vẫn đang để cái nhận được tín hiệu 10 mình nhắc đi thì bây giờ mình sẽ để một cái chân là sao nhé đấy. Rồi như vậy là nó theo so sánh này các bạn này gửi sang 100 đây gửi sang 10 thật đúng không gửi sang 10 thật nhưng mà bên này nó đón được chưa là 100 nó mới nhận cơ đấy như vậy là chính là cái cách mà các bạn đã thực hiện là gửi mình đã đấu nối sẵn rồi mà đấu nối sẵn từ chân 40 sang nên là các bạn chỉ việc chạy thôi và thấy là ngay khi mình gửi lệnh là tín hiệu điều khiển thì bạn sẽ thực hiện được. Đấy, điều khiển từ trên kia mình làm lại này. Bây giờ mình đóng gọi lệnh là nó sẽ điều khiển từ trên này luôn này. Đấy. Bạn thấy là động cơ thì quay mà đèn thì sáng. Đấy. Rồi. Bây giờ mình nhắc đi này. Cái chính này mình chưa chưa làm cái chuyện lựa chọn cái đoạn sau mình sẽ làm cái việc khác thêm cho các bạn hình dung. Rồi. Như vậy là việc điều khiển từ bên bên Aino sang thì là điều khiển rồi nhé.
Bây giờ mình sẽ làm một cái việc khác này, là nếu như mà cái chân mà cái tín hiệu điều khiển của mình bây giờ lại là con số khác, hoặc là mình không làm, không được điều khiển nữa, mà là chân là từ bên bên pi sang Arduino thì làm thế nào? Nào, bây giờ mình làm từ pi sang Arduino này. Mình sẽ làm một cái lệnh như sau này. Mình làm một L nhé. L này. L. Tức là nếu như mà nó nhỏ hơn 0, tức là từ bên pi gửi sang mà nhỏ hơn 0 thì làm thế nào? Đúng không? Mình sẽ làm thế nào? Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm cái việc là khác đi một chút, là nếu gửi mình sẽ nhập dữ liệu cho phép điều khiển thì mới điều khiển thì làm thế nào. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ gắn một cái biến chọn bằng chữ một này, rồi ngoài, rồi chọn này bằng không này, rồi thì mình sẽ làm như sau này. Rồi, mình sẽ làm cái lệnh là print, rồi print nhé, in cho người ta biết được cái lựa chọn như thế nào. Ấn 2 để thoát, rồi ấn 1 là để gửi tín hiệu điều khiển. Mình viết tắt cái tín hiệu điều khiển thôi nhé. Rồi, ok, in như thế. Mình sẽ làm này, mình sẽ nhập lựa chọn, chọn in in. Đó, mình sẽ nhập input luôn, input lá này đỡ phải nhập lựa chọn này, nhập lựa chọn, rồi nhập lựa chọn, rồi nhập lựa chọn, rồi input, ok. Tiếp theo là mình sẽ làm lệnh này, nếu như mà lệnh cái nhập bạn chọn cái không cần phải bằng một, nếu như được nhập chọn của mình bằng một đấy thì làm gì, thì làm lệnh print đấy. Rồi mình sẽ mở cái coi như là nếu như bằng một thì mình sẽ làm cái lệnh như sau, làm cái lệnh string string đi bằng này đấy. Là đóng đóng 21, đóng GPIO 21, rồi đóng GPIO 21, 21 nó đúng như là không có dấu gì cả, rồi thế thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái string 1 đi bằng này, string cộng với rồi chéo rồi. Rồi, nó ngắt, nơi ngắt. Và bây giờ mình sẽ là serve chấm write. Muốn gửi đi thì write là string 1 chấm end code. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái bằng, khi bạn làm bạn để ý xem là cái dấu của nó đang ký hiệu như nào, đóng ngoặc đủ chưa nhé. Rồi, đây là xong in 1. Thế bây giờ mình sẽ làm một vậy là L thôi. L. Chọn bằng bằng 2. Nếu như bằng 2 thì sao? Mình sẽ làm string. Mình cũng gọi của gửi biến string, nhưng mà string này nó lại hiểu là ấn cắt đi. Cắt GPIO 21. Rồi. Đấy. Và mình sẽ làm một cái lệnh, cũng làm lệnh string 1 bằng string cộng với chéo r. Rồi, ok. Và bây giờ cũng try serve chấm try string 1 chấm encode, ok. Thế đó, bên này nó thế, đó, không có lệnh gì cả. Đấy. Nha. Mình xem chạy lại báo lỗi gì không nhé. Lỗi gì không nhé. À. Báo lỗi. Báo lỗi ở đây là bằng 2.
mùng 2 thì sinh sinh nghĩa gì nhỉ? Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái việc điều khiển từ bên đấy mới là cái chương trình từ Python, từ từ trên Python. Bây giờ mình sẽ làm một cái lệnh là chỉnh bên kia nhé. Nào, cái là chỉnh bên kia thì mình sẽ làm if stereo chấm if này stereo chấm print string string until mình đọc đến đến giá trị đến giá trị chéo r này thì dừng lại rồi cũng phải nhé. Rồi nếu như có xin lỗi if không có chấm phải if này rồi mở ngoặc nó ngoặc luôn nên nó quên này. Rồi nếu như cái đọc ở đây nó đọc ở đây khả năng là mình sẽ phải mình cái này bị nhầm một chút sửa nhé. If serial nó phải dùng available trước để mình dự đoán chứ chẳng chết. If serial available F serial available yeah. If serial available nếu nó available thì bây giờ mới làm này cho một luôn trên này đi đấy. Cho một luôn đúng một luôn đấy cho một luôn à, cẩn thận bình thường nhé làm như này để các bạn bám theo cho nó dễ rồi. Đấy, mình sẽ gắn đây vào đây mình sẽ biến gắn một cái biến có tên là data data ba đây cho nó đỡ lẫn nhá. Data ba bằng serial chấm read string rồi ok đây như này thì đúng này. Đấy, mình sẽ gắn này nếu nếu như cái biến data kia data ba kia mà bằng với cái mình bên này mình đã nhập này các bạn nhìn này đóng GPIO 21 thì tốt nhất là mình copy này mới xin lệnh được. Đóng GPIO 21 nhớ là không bên kia dấu như nào thì bạn phải làm cho đúng như hệt nhá. GPIO 21 đấy, nếu như bằng như này thì làm cái gì đấy, thì làm gì mở ngoặc này thì đóng ngoặc luôn này. Thế nên mình chỉnh lại các ký tự sau mình kiểm tra lại nhé. Thì mình sẽ digital rồi rồi 21 bây giờ mình sẽ đóng cái biến là đóng cổng số 2 của Arduino nhé. Đấy, 2 đi rồi thế còn nếu mà không thì sao nếu mà không phải thì sao đó là mở ngoặc này là digital rồi cổng số 2 đấy nhưng mà về xuống lâu ok à, thiếu một cái mở ngoặc nó ngoặc thì phải thế mình sẽ check lại như sau check lại sau nhưng mình check lại luôn này mở ngoặc này này đóng ngoặc này à, nhưng mà thừa một cái rồi đấy. Tất nhiên là hoàn toàn là anh đâu có thể giúp mình check được nhưng mà mình sẽ check trước như thế đấy. Để check này đang thiếu thừa thiếu cái gì đây if serial cái lúc này thừa thiếu cái gì if serial à thiếu nguyên ngoặc if serial available available rồi này mở ngoặc này rồi
để xem nó thứ một cái gì ít đang bằng cái này, digital right rồi data bằng đóng cho cái nút digital right translate này đóng mất cái này. Nếu như à, mình chưa 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 khai báo cái thu data ta, thì có lẽ là chúng ta phải khai báo cái trên này nhé, string data ba rồi mình chưa khai báo nên là nó báo lỗi thôi. Rồi chương trình mình đây mình kéo dài số lượng bảng cho dễ này, nó rất ngắn thôi, rất đơn giản thôi. Đây mình sẽ xóa lại nhé, xem như thế. Ok, không có lỗi gì nhé. Có nghĩa là hiện là hiểm này, nếu như bên này gửi sang một cái ký tự là ký tự tên là đóng như này thì nó sẽ đóng cái chân số 2 của Arduino. Để làm như vậy thì mình sẽ thay cáp đi, thay cáp này đi, bỏ cáp này ra đó, sẽ đóng vào đây một cái cáp một chân số 2 sang nhá. Rồi mình là chương trình này, rồi giờ mình sẽ qua chương trình nhé, Python code.py. Rồi mình sẽ điền số 1 này, nhập lại số 1 này, quá trình đây. Rồi, nhập em code mình nhập sai về cái ký hiệu các bạn. Rồi đây cũng nhầm này. Ok, encode cái nhầm cái encode này nó không nhận nhé. Rồi đúng một này, các bạn nhìn thấy không, đóng ngay cái này. Bây giờ nhập số 2 nhé. Rồi vậy là số 2 nhưng mà nó lại không gửi tín hiệu đi các bạn này, hoặc là mình đã bị sai. Cái gì đây? À, bây giờ nó mới dừng. Bị trễ. Mở thêm nhé. Bây giờ được nghe các bạn này. Xem lỗi đâu nhé. Đó. String này, 1 này. À, hay là mình ghép cùng biến nên nó không nhận này. Mình thử xem nhé. Mình sẽ gửi biến string 2 nhé. À, string 1. À, đúng rồi, nó có thể là nó. Mình sẽ bằng này. Mình sẽ dùng cái biến sum 1 là sum 2 này, rồi sum 3 đi, sum 2 và đây là sum 3 đi, có thể nó lẫn chắc. Rồi nào thử xem nhé, 1 này, 2 này, à đấy, nó bị lẫn không, lẫn biến nên là nó không hiểu. Mình làm lại nhé, lại này, ấn 1 này, mình ngồi chơi lưu, rồi, set, ấn 1 này, đấy, ấn 1 này, là đóng động cơ và đóng đèn, ấn 2 này, thì nó phải tắt, đúng không? Thì,
Mình xem nó là lỗi gì nhá. Xem là cần một cái import tham đấy được không? Không cần. Cần xét một lần nó. Cần phải có cái lệnh slip nữa để cho nó hiểu được mình có làm thử xem nhé. Import from import slip. Rồi mình khi cắt cái này là mình sẽ cho một cái, nó sẽ cho slip, cho một slip ở đây, cho slip điện, slip đây ứng dụng là 0,1. Rồi xem nó có nhận nhé. Treo luôn à? Nó vẫn gửi stream thôi mà. Nếu như chọn bằng 2 thì sẽ đóng cái lệnh này, gửi cái này còn try. Cái này nó không hiểu gì lắm đến cái slip này. Xem nào. Trước khi gửi tín hiệu lại thì nó không nhận. Encode. Chéo R. Đúng rồi, không sao cả. Đây mình sẽ gửi cái file là string 3 đi. Cái phần biên này là mình sẽ gửi một tín hiệu là string data 3 bằng đóng. Digital digital by con này mình nghĩ là nó không hiểu gì, mình sẽ ghi lại. Xem cái chân này có vấn đề gì không. Thôi cắt mà. Cắt mình nghe nó kém thôi, chứ còn đúng nó nhập thì nó chỉ dạng như vậy thôi. Đấy, các bạn chỉ lập trình như này là có thể chạy được.
mình làm nhiều lần rồi thì cái này nó sẽ ổn rồi, các bạn có thể làm theo nhé. Bây giờ mình đi làm kết thúc, xin chào các bạn.